Nghĩ phù trận địa sát cảnh nhất trùng, vậy mà thực lực còn vượt xa cả địa sát cảnh tam. Tại Lý gia, tao đã không còn bất kỳ địa vị nào nữa rồi. Tộc trưởng Lý Thiết Sơn không thể từ chức. Ngươi là ai? Ta là Hướng Gia Ngọc, đại tử của thành phủ. Thành Ngân Phong là con dâu tương lai của Lý Thiết Sơn. Đường ca của ta, Hướng Thiên Cường, mấy năm trước đã trở thành đệ tử của Bạch Ngân. Chỉ là đệ tử Bạch Ngân mà dám cung nô ra dọa ta. Nghĩa nào Lý Phù Trần này là Hoàng Kim? Cha, để con thay cha giải quyết mọi việc. Một đám phế vật. Thần đồ gia dám bắt nạt Lý gia, đúng là chán sống. Phù Trần cha, Phù Trần ca cuối cùng cũng ra tay rồi. Không chống lại được nữa rồi. Thần đồ nãng, cút ra đây cho ta. Dám hỗn xược ở thành chủ phủ. Muốn chết. Trả người. Cái gì, địa sát cảnh nhất trùng mà bị mưu sát? Ai dám cản ta giết không tha? Người nào Lý Phù Trần? Để mặt ta đi. Thần đồ nãng cũng đã bị ta trừng phạt rồi. Người là thần đồ nãng, không sai. Đường ca ta là địa sát cảnh ngũ trùng, hơn nữa còn là thành chủ thành Vân Vũ. Người có thể làm gì được ta? Ta cũng có phần sai, nhưng là cô ta câu dẫn ta trước. Dám giết người của ta. Xích Hỏa Huyền Công tầng thứ 14. Huyền cấp đề ra kiếm pháp. Diệp Trường kiếm pháp. Không hổ là địa sát cảnh ngũ trùng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa ta và ngươi là như thế nào. Ông cũng đừng sự vui mừng quá sớm. Ta chưa tập trung hết toàn bộ sức lực đâu. Khai. Thành chủ thua rồi ơ. Lý gia sao lại có một yêu nghiệt như vậy? Với tư cách là đệ tử chân truyền Hoàng Kim, ta tuyên bố bắt đầu từ ngày hôm nay, thần đồ Kiếm Hà, thành chủ của thành Vân Vũ bị cách chức. Nội trong vòng 3 ngày, gia tộc thần đồ phải chuyển khỏi thành phủ chủ. Ai làm trái giết không tha. Là đệ tử chân truyền Hoàng Kim, lão phu nhìn lầm rồi. Chỉ trong vòng một ngày, tin tức Lý Phù Trần trở thành đệ tử chân truyền Hoàng Kim, cách chức tộc trưởng của Lý gia và thành chủ, làm cho thường thần đầu Kiếm Hà đã lan rộng khắp thành Vân Phụ. Có rất nhiều người trẻ tuổi bắt đầu sùng bái Lý Phù Trần. Thậm chí mọi người còn lan truyền nhau câu, làm người thì phải như Lý Phù Trần. Thảm rồi, hôm nay ta còn đe dọa Lý Phù Trần nữa. Ôi, xong rồi. Tối hôm đó, quan gia, dương gia, thần đầu gia mất cả đêm để dọn khỏi thành Vân Vũ. Phủ chủ Thành Ngân Phong, đại thúc, tên Lý Phù Trần đó quá là ngạo mạn, người nhất định là phải đứng ra làm chủ giúp con. Ngày mai ta dẫn ngươi đi nhận tội. Tốt quá rồi, hả, ngươi nói gì cơ, nhận tội. Đường muội, ngươi cũng vừa phải thôi. Thiên Cường ca, sao lại đến đây? Đại tử chân truyền cũng phân đẳng cấp. Ý phần phụ Lý Phù Trần còn là đệ tử chân truyền Hoàng Kim. Hắn thậm chí còn có thể cách chức thành chủ. Mọi người bây giờ có đến định ngột hắn cũng không kịp nữa rồi. Ngươi đừng có mà đắc tội với hắn. Đại thúc, đường ca ta sai rồi. Ta bây giờ phải làm sao, nhận tội. Sau đó giúp đỡ Lý gia ta làm ăn buôn bán, nhân cơ hội đó định đoạt Lý Phù Trần. Sau sự việc đó, các gia tộc lần lượt đến Lý gia để biếu quà tặng phẩm. Cha mẹ, lần này đi không biết bao giờ mới trở về. Phù Trần, bây giờ Lý gia như mặt trời mọc giữa ban ngày. Ta và mẹ con, cả Tiểu Điệp, còn có đang sập vào mật tịch con đã để đây cho, đều có thể đột phá. Con không cần phải lo lắng cho chúng ta. Sau khi về Thương Lan Tông, cứ yên tâm mà học tập. Dạ, con đi đây. Số đan dược còn lại, cứ ban thưởng cho những thanh niên có tiền đồ của Lý gia. Linh hồn của ta chuyển thành màu xanh nhạt, ngộ tính lại tăng nữa rồi. Tiểu phù kim sắc, Lý Phù Trần ta nhất định là sẽ không phụ người. Có chính phái sẽ có tà phái. Trong địa phận của Vân Nan Tông, Tà quyền môn đang bị tấn công. Sau khi Lý Trần về Thương Nan Tông, dựa vào ngộ tính kinh người mà chỉ trong vòng thời gian ngắn đã định ngộ được phong cảnh chân lý, phong ảnh chân lý, vô ảnh thoái thân nhị chân lý và tu luyện thiết thủ chân lý. Sau đó, thông qua lĩnh ngộ kiếm bìa, hắn đã lĩnh ngộ được 7 loại kiếm ý huyền cấp đại giai và 3 loại kiếm ý huyền cấp trung giai. Vào đi, Lý Phù Trần sư đệ.
Hướng sư huynh, mời ngồi. Hướng sư huynh, không biết huynh tìm ta là có chuyện gì đây? Tà quyền môn mới sụp đổ, không biết là lý sư đại đã nghe tin hay chưa. Gần đây tà quyền môn độc hại bách tính. Hướng sư huynh tìm ta là muốn rủ ta cùng nhau tiêu diệt đám dư nghiệt đó sao? Đi, chúng ta lập tức lên đường. Mấy ngày sau, số dư nghiệt ma đạo mà đệ tử chân truyền giết được đều sẽ được ghi lại, rồi dựa vào thành tích để thống kê điểm cống hiến. Thần Phong Đường, phân đường thứ 7, Lý Phù Trần. Ta khuyên ngươi nên cách xa Trần Phương Hoa sư muội ra một chút. Vì sao chứ? Vì bây giờ ta mạnh hơn ngươi. Cẩn thận, hắn chính là Giang Nhược Mai, địa sát cảnh tam trùng, đừng đụng vào hắn. Ngươi không phải đối thủ của ta, tốt nhất là đừng ra tay. Ăn nói sằng bậy. Ta đã nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi đã lĩnh hội ra ý nghĩa thực sự của Minh Công, của Khinh Công. Đáng ghét thật, ta không tin. Ngươi nhanh hơn kiếm của ta. Ngươi chắc chắn là đã nhìn thấy rồi ta. Cái gì, bắt đầu đánh rồi sao? Không cần quan tâm đến họ, tiếng chuông vang lên rồi. Tập hợp tất cả, mau tập hợp. Đây, xem ra ngươi may mắn, lần sau đánh tiếp. Xem ra đã xảy ra chuyện lớn rồi. Trinh sát của ta đưa tin, đã phát hiện ra bộ phận của ma thủ hội. Quá tốt rồi, đến lúc lập công rồi. Vô tình Tiết Phong sư huynh, mau đến xem kìa. Không hổ là vô tình kiếm, địa sát cảnh ngũ trùng, không ngờ lại có thực lực mạnh đến vậy. Vậy thì bắt đầu hành động diệt trừ ma hội. Tiểu quỷ chịu chết đi. Vô tình kiếm là gì chứ? Để ta xem thử chúng lợi hại thế nào. Một mình đánh lại ba tên địa sát cảnh ngũ trùng, ta vẫn nên giúp hắn một tay. Cái gì? Ta đến xử lý ngươi đây. Lợi hại quá, không hổ danh là vô tình kiếm. Kiếm pháp đáng sợ quá. Đây chính là thực lực của vô tình kiếm hay sao? Hắn là ai vậy? Chỉ là địa sát cảnh nhất trùng thôi, nhưng cao thủ địa sát cảnh nhục trùng của ma đạo cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn chính là Lý Phù Trần nổi tiếng khắp nơi, chính là một trong hai cao thủ cử phân đường, người mà luôn muốn vượt qua vô tình kiếm sư huynh. Ta lại gặp được hai vị cao thủ của Thương Lan Tông thế này. Ta đường đường là tổ trưởng của ma đạo, làm sao lại có thể chết ở đây? Mời hạt não ra tay cứu giúp. Muốn ta ra tay cứu ư? Cần phải có 500.000 lượng vàng đấy. Ta đồng ý. Thiên canh đê giai võ sĩ. Không hay rồi, mau tránh ra. Này, hình như xảy ra chuyện gì rồi. Trời ơi, đó là cứu mạng. Không hay rồi, là thiên canh cảnh võ sĩ, mau chạy. Đi chết hết đi, tất cả mọi người đứng sau ta. Tốt quá, chính là Lưu Phó đường chủ thiên canh cảnh giới. 500 vạn lượng đúng là không dễ đấy. Vậy ta sẽ giết 5 tên đệ tử của ngươi. Cái gì? Đáng chết. Không cần tiền, nếu có cơ hội thì ta sẽ quay lại lấy đầu của ngươi. Tuy đã tiêu diệt được phân bộ của ma đạo, Thần Phong Đường lần này tổn hại cực lớn. Nhất trùng cảnh giới nhất trùng thiên. Nếu lúc đó ta cũng xông lên thì cũng mất mạng rồi. Mau đến xem này. Nhất kiếm vô tình đã giết được 98 tên xếp thứ 5. Kiếm si và kiếm hổ lần lượt là xếp thứ 3 và thứ nhất. Lý Phù Trần xếp thứ 198 giết 9 người. Đại nhất phân bộ của ta đã bị tiêu diệt rồi sao? Lẽ nào cứ để như thế hay sao? Tất nhiên là phải phản công rồi. Không cần vội, 3 ngày sau tập hợp lại binh lực. Một lần tiêu diệt hết thất phân đường của Thần Phong Đường. Phần thiên trên không đạt tới tầng 12, đợi sát cảnh ngưỡng trùng. Nếu nào là tổng bộ ma đạo chuẩn bị báo thù. Kẻ địch đang tiến đến rất đông, phân đường ta một mình không thể chống đỡ nổi. Tất cả phân ra chạy đến đại lục đường cho ta. Có đến 5 tên võ giả thiên canh cảnh ma đạo
phân đường chúng ta chỉ có 3 người, không được quay lại, chạy đi. Sư huynh, sao huynh lại chạy chậm lại? Chúng ta trông quá trẻ, vậy nên chỉ cần nhìn qua là biết đệ tử chân truyền, nên giữ khoảng cách thì hơn. Vẫn còn con cá lọt lưới nữa. Hoàng Kim chân truyền đệ tử, nghĩ rằng có thể thoát nổi hay sao? May mà có vô tình kiếm thu hút sự chú ý của chúng. Đáng ghét thật. Hồng phó đường chủ, xem ngươi tránh được mấy trường đây. Ngờ mẹ nào, Lý Phục Trần ta lại phải chết ở đây sao? Tuy chỉ là một tên nhã nhép, nhưng có thể chết dưới tay của ta, của thiên canh cảnh ta đây, thì cũng là vinh quang lắm rồi. Hay người của ma đạo cũng ngông cuồng quá nhỉ. Cũng chỉ là đàn đục đường nhỏ nhoi mà thôi, đừng có mà đắc ý quá thế. Mau lên hết cho ta. Thực lực của ma đạo hiện giờ gấp mấy lần chúng ta, giờ lên chạy đi thì hơn. Kết thúc ở đây rồi sao? Kẻ nào dám hỗn xược trong khu vực mà ta tuần tra vậy? Tuần tra trưởng lão đến rồi. Đây chính là thực lực của thiên canh cảnh đỉnh phong hay sao? Mấy ngày sau, ma giáo đã tiêu diệt đệ thất đường của ta, giết chết vô số đệ tử chân truyền của ta. Ta sẽ không bao giờ dung tha cho chúng. Hương Lan Tông Tông chủ Âu Dương Vấn Thiên truyền lệnh của ta, bắt đầu cuộc đại thảo là ngay bây giờ. Ngày hôm đó, Hương Lan Tông điều động vô số cao thủ thoát thai cảnh. Tổng cộng có 15 tổ chức ma đạo đang lẩn trốn ở Thương Lan Vực. Cái gì? Các trưởng lão thoát thai cảnh đã dựa vào Vạn Kiếm Quy Tông để tiêu diệt gần hết lũ ma đạo. Chỉ có một số tên thoát khỏi, đã thoát thân trốn khỏi Thương Lan Vực. Một tuần sau đó, Lý Phù Trần vượt qua được tầng thứ 2 của chân truyền tháp. Vô tình kiếm này vượt qua được tầng thứ 3, còn không phải là lừa hay sao? Lý Phù Trần đã đổi lại được Tam Tinh Bí Pháp và huyền cấp cao gia kiếm pháp. Sau khi tu luyện được một khoảng thời gian, hắn quyết định ra ngoài để tiếp tục tu luyện, tăng cường thực lực của mình. Cái gì, ngươi muốn ra ngoài tập luyện? Vâng, con muốn ra ngoài để tiến bộ nhanh hơn. Nếu như con đã quyết định như vậy, ta sẽ tặng cho con 3 cây phá ma tiễn đây. Nếu gặp phải kẻ thù mạnh hơn ngươi thì có thể chuyển bại thành thắng. Đã tại trưởng lão, nửa tháng sau. Con à, sau này chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Tiểu thông, ngươi cũng quá to gan cá nhỉ. Kiếm được tiền mà không giao được hả? Lại còn dám ăn bánh bao nữa. Đừng, Naka. Tiền các huynh đệ có thể lấy, nhưng xin các huynh đệ đừng đụng vào thuốc của muội muội của ta. Hơi, ngươi nói đụng vào cái gì cơ? Ngươi nói thì ta thật sự sẽ không nghe thấy gì cả. Đều là người nghèo, tại sao lại có loại cặn bã như các ngươi chứ? Võ giả đại nhân, bọn họ đã làm hỏng mất thuốc của mỗi mũi ta rồi. Võ giả đại nhân, chúng tôi chỉ nhà đang trêu đùa thôi. Tiền trả lại cho ngươi hết, bỏ ra một chút mua thuốc cho mỗi mũi đi. Chúng tôi đi trước đây. Đại võ giả đại nhân đi rồi, ngươi sẽ biết tay ta. Ai cho các ngươi đi chứ? Sao rồi, không sao chứ? Cháu không sao, chỉ là thuốc của mỗi mũi, cháu làm sao đây? Không sao, đi thôi. Chúng ta về xem mỗi mũi của ngươi như thế nào rồi. Tiểu thông sống cùng muội muội trong một căn nhà rách nát. Bọn họ vì không đủ dinh dưỡng nên cơ thể suy nhược, bị mắc bệnh. Tuy nhiên dựa vào đơn dược cao cấp của Lý Phù Trần, họ đã nhanh chóng hồi phục trở lại. Muội muội ta về rồi này. Sau đó Lý Phù Trần đưa 2 anh em đi ăn một bữa cực kỳ thịnh soạn. Cuối cùng đưa họ đến nương nhờ một tử nầu ở trong huyết sắc thành có kiệu kiệu của mình. Ta đi, phải đi dạo cổ vật giai lần nữa mới được. Cổ vật giai của huyết sắc thành. Lão huynh, tìm kỹ chút nhé, kiểu gì cũng tìm ra đồ tốt. Thiếu chủ Mã gia, đây là ta và Mã huynh thị thi xem ai tìm ra được bảo bối trước nhé. Bắt lấy hắn. Lần này xem ngươi chạy được đi đâu. Các vị tìm ta có chuyện gì sao? Kẻ này đắc tội với huynh sao? Vậy chúng ta cho hắn đi ngồi tù đi.
Nhận nhầm rồi, mau cút đi. Vâng. Lão huynh, chúng ta tiếp tục tìm thôi. Không hay rồi, chắc chắn là hắn cải trang. Bắt lấy hắn, nếu bắt được thì nệ vô huyết ta sẽ cảm kích vô cùng. Phiến đá trước cửa đã bị kẻ nào dám hỗn xược ở mã ra đây. Mau khai báo danh tính. Ta chính là nội tông trưởng lão của Thương Lan Tông. Cái gì? Các ngươi sắp truy bắt đệ tử Hoàng Kim Cổ ta hay sao? Và trong hôm nay các ngươi phải dỡ bỏ lệnh truy bắt. Sau này bất đụng vào mấy tông môn này đi. Bên nào cũng không thể đụng tới. Vâng. Có người đến. Phan Thiên Tùng, Phan Thiên Vũ, hai người không chạy thoát được đâu. Nếu không phải là ngươi hạ độc thì ta lại sao phải sợ ngươi? Được làm vua thua làm giặc, nhưng giờ nói việc này cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Nếu ngoan ngoãn để lại đồ thì ta có thể để cho các ngươi toàn thây. Ngân Ni Tông và Thiên Sát Môn đều là một con hổ, đều là con hổ một vùng, nhưng đối thủ là một tên địa sát cảnh bát trùng, ta có nên ra tay không nhỉ? Ừ. Không hay rồi. Uy lực của hắn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta. Đa tạ huynh đài đã ra tay giúp đỡ. Huynh muội ta chính là đệ tử của Vô Ưu Tông. Thì ra là đệ tử của Vô Ưu Tông. Tại hạ là Trần Phù Lịch, đệ tử của Thương Nan Tông. Để ta giúp hai người giải độc. Đa tạ ân công. Trần sư huynh, tiếp theo đây huynh sẽ đi đâu? Không, ta đang ra ngoài lịch luyện thôi. Chúng tôi có một tấm bản đồ mộ địa của thoát thai cảnh võ giả. Không biết là huynh có hứng thú đi tìm kho báu cùng chúng tôi hay không? Thoát thai cảnh mộ địa, bản đồ sao? Không sai, bản đồ gồm có 4 phần. Mỗi phần hiện tại đang nằm trong tay của đệ tử Vô Ưu Môn, Cuồng Đao Tông, Trường Xuân Cốc và Địa Hỏa Môn. 4 môn phái này sau một tuần sẽ tụ họp lại ở Mưu Vệ Thành, ghép các mảnh bản đồ lại, rồi sẽ bắt đầu đi tìm bảo vật. Được. Nếu không chê ta thì để ta đi một phần. Thì để ta một phần nhé. Mê Vụ Thành, thật là xin lỗi ta đến muộn. Phan Thiên Tông, ngươi mang theo một tên không phải là đệ tử của tông môn mình, như thế không hợp với quy tắc đâu nhỉ? Tông Thanh Hà, Địa Hỏa Môn. Tông Thanh Hà, trong quy định thì chỉ không được mang theo võ giả thiên canh cảnh mà thôi, chứ có nói là không được mang theo đệ tử có môn phái khác đi đâu đúng không? Lẽ nào ngươi sợ rồi ư? Lực cười, cũng chỉ là một tên võ giả mới đạt được địa sát cảnh nhị trùng, chỉ cần vừa mới bước vào mộ địa là sẽ mất mạng rồi. Võ Sùng Sơn chỉ có một mình thôi sao? Một người nào đủ rồi. Võ Sùng Sơn, Cuồng Đao Tông, người của Trường Xuân Cốc lâu quá. Ủa đó là Ngụy Sơn Hà, Trường Xuân Cốc, Ô Mộc Vũ, đệ nữ mỹ nhân của Trường Xuân Cốc hay sao? Lại là một kẻ ba hoa chích chè. Tống Thanh Hà bái kiến Tô Mộc Vũ cô nương. Nếu mọi người đã đông đủ rồi thì chúng ta xuất phát thôi. Khoan, ta còn mời đến đây đệ tử chân truyền của Địa Sát Môn nữa. Lý Phù Trần, mau lộ mặt đi. Ê, bại lộ rồi. Ngoài cái gì, còn kẻ trung như vậy mà hắn đã là một đỉnh cấp thiên tài. Ngươi chính là Lý Phù Trần sao? Đúng vậy. Là kẻ đã giết chết vô số đệ tử của ta. Mau nạp mạng đi. Có động tĩnh gì vậy? Đánh nhau hay sao? Kaka, tên này đã đạt đến địa sát cảnh bát trùng rồi. Chúng ta phải giúp hắn. Không vội, ta thấy mình hắn cũng có thể ứng phó. Không thể nào, sao hắn lại mạnh như thế được? Quả nhiên là huyền cấp trung gia kiếm ý. Lý Phù Trần, ngươi nhất định là phải chết. Hồng Sơn Thập Bát Trưởng, Thiên Sát Môn, đừng có mà ngông cuồng. Phá cho ta. Võ Sung Sơn, Lý Phù Trần còn giết chết rất nhiều đệ tử của Cuồng Đao Tông, trong đó còn có cả Linh Đông Khương Tiểu Mao. Ngươi còn không mau ra tay đi. Lý Phù Trần, việc này có thật hay không? Thật thì sao? Đáng chết. Ta đến là để giúp các ngươi. Cho ta thêm tham gia nhé. Đây chính là bảo vật đã giết chết đệ tử của Ngân Ni Tông trong chớp mắt hay sao? Chúng ta cùng lên, giết sạch bọn chúng. Cái gì? Có chuyện gì vậy? Mặt đất đã. Nhìn kìa, trên đỉnh đầu có người. Hỗn xược. Kẻ nào dám động thủ thì ta sẽ giết chết kẻ đó ngay. Nếu Tô sư muội đã nói như vậy rồi thì các người mau nghe theo đi.
Các vị, nếu có ân oán với nhau thì hãy chờ đến khi tìm thấy mộ địa rồi các vị muốn đánh nhau thế nào cũng được. Dù sao thì hắn cũng như là một kẻ đã chết rồi. Hôm nay tạm thời tha cho các ngươi. Được rồi, xuất phát thôi. Cuối cùng cũng đến rồi, đây chính là Meo chi địa hay sao? Tuy là dơ hay sao, nhưng hình dạng của chúng đã biến thành hình dạng của yêu thú rồi. Mạnh quá, tuy mới chỉ đạt được địa sát cảnh tứ trùng, nhưng thực lực của cô ta đã gần tới thực lực của vô tình kiếm rồi. Là lối vào sao? Không ngờ lại ở gần thế này. Chúng ta cũng vào trong thôi. Chờ ta. Sau khi xử lý xong tên này. Đáng chết, ta phải giết được ngươi, Lý Phù Trần. Cái gì, cửa tự mở sao? Chuyện gì vậy? Ánh sáng chói mắt quá. Vào trong rồi sao? Đây là huyết dịch của địa cấp tham diệm thú hay sao? Võ giả thoát thai cảnh cũng không thể nào chống lại được. Ít ra đây cũng là mạc địa của võ giả đấu linh cảnh. Xem ra có bảo vật ở đây. Đây là nghĩa nào đang kiểm tra võ đạo chân lý của ta hay sao? Đáng ghét, lớp phòng ngự chân lý này mạnh quá, ta không thể nào đánh vỡ được nó. Thử lại xem. Lý Phù Trần, nếu ngươi dám giết ta thì Thiên Sát Môn chắc chắn là sẽ không tha cho ngươi. Nếu ta không giết ngươi thì Thiên Sát Môn chắc chắn là cũng sẽ thì Thiên Sát Môn chắc chắn cũng sẽ không tha cho ta. Nếu ngươi giết ta thì Thiên Sát Môn nhất định sẽ tiêu diệt cả tộc của ngươi. Lý Phù Trần, ta biết sai rồi. Nếu ngươi tha cho ta lần này, ta sẽ không bao giờ đối đầu với ngươi nữa. Đừng mà. Đây là tinh thạch. Lấy việc giảm đi tuổi thọ làm vật giá tự cứu bản thân. Quyền mệnh truyền thật này may ra cũng có tác dụng vào những lúc quan trọng đấy. Rất nhanh sau đó, Lý Phù Trần đã gặp được Phạm Thiên Vũ. Hai người cùng liên thủ tiến sâu vào bên trong. Lý Phù Trần, giao cho ngươi nhé. Ta chơi với cô ta một chút. Yên tâm, chỉ cần 10 đao thôi. Nhưng sau đó Oan Gia ngõ hẹp lại gặp phải Nệ Vạn Vô Huyết và Phó Trung Sơn. Thiên Vũ phải cẩn thận đấy. Kinh công và thoát thai chân pháp ý và thoái pháp chân ý. Ta sẽ không tin ngươi có thể tránh được mạng 10 đao. Đi chết đi. Đã hết 10 đao rồi. Thiên Na Địa Võng Thức. Phá Ma Tiễn. Cơ hội tốt đấy. Huyết Trảm. Không hay rồi. C. Chạy vẫn tốt hơn. Các ngươi dưỡng thương trước đi, ta đuổi theo hắn. Tiếc quá hắn chạy thoát rồi, thôi vậy. Người dưỡng thương trước đi, rồi chút nữa chúng ta tiếp tục đi tìm bảo vật. Nghĩa nào đây chính là võ học truyền thừa trong truyền thuyết hay sao? Ta rất thích ánh sáng của những viên tinh bảo này. Việc phát ra ánh sáng màu trắng này chắc chắn là không tồi đâu. Viên tinh bảo phát ra ánh sáng màu vàng kia có khoảng cách khá xa với những viên còn lại. Trông giống hệt như là viên đế vương. Cũng thú vị đấy. Tốc độ của bọn họ không nhanh bằng ta, nhưng họ lại ở khá gần với những viên tinh bảo. Thì ra là truyền thừa càng cao thì độ khó lại càng lớn. Ê, ta bắt được rồi. Xem ngươi chạy đi đâu. Nếu đã không được thì ta sẽ hút chúng lại gần đây. Đến đây. Quả nhiên là có tác dụng. Sa viên màu vàng kia vẫn chưa bay lại đây nhỉ. Kiếm túy tàn thiên, lục tinh bí pháp. Dùng cốt túy làm công cụ, ngưng tụ văn khí. Văn khí luyện thành thịt. Văn khí luyện thành thì kiếm túy cũng luyện thành. Không cần dùng đến đao kiếm, tự thân chính là đao kiếm. Hắc thiết kiếm túy ngưng tụ thành hắc thức kiếm văn. Thanh đồng kiếm tùy ngưng tụ thành đồng kiếm tùy. Không ngờ là tăng phù bí pháp. Vẫn chỉ là tàn thiên thôi, cũng có thể đạt được lục tinh. Lý Phù Trần, cuối cùng huynh cũng tới rồi. Câu sư muội, muội đã được đạt được bí pháp gì đây? Ta đã đạt được lục tinh bí pháp. Tên tiểu tử này chắc cũng có được lục tinh. Bí pháp này cũng không thể nói ra ngoài được.
Không phải bọn họ đã chết rồi sao? Tình hình có gì không đúng lắm. Bọn họ đã bị tà vật chiếm lấy cơ thể rồi. Chúng bay ra ngoài, ngay từ cơ thể của cao sư đệ. Đây chính là yêu linh. Sau khi yêu thú nộp cấp chết đi thì cơ thể của nó sẽ sản sinh ra yêu linh. Yêu linh sẽ chiếm lấy cơ thể của võ giả vừa mới chết hoặc là võ giả có ý chí yếu ớt, sau đó sẽ biến thành hình dáng không phải là người cũng không phải là quỷ. Trước lúc chúng được sinh ra cũng lợi hại, nhưng khi ăn thịt võ giả khác thì chúng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Không sai. Chạy mau, mau chạy vào chắc điện chờ ta với. Hừ. Ây, bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng chạy thoát. Đáng ghét thật. Bên này, mau vào trong. Lý Phù Trần, may mà có độc dược của ngươi, chúng ta mới có thể giảm tốc độ như thế. Cánh cửa đá này chắc chắn là có thể chịu được một lúc. Chúng ta nên làm thế nào đây? Chỉ có thể ngồi xem tình hình thế nào thôi. Mọi người đều có lương khô mang theo bên người, hay là chúng ta bế quan tu luyện ở đây? Địa sát cảnh tam trùng đạt được rồi sao? Với thực lực của hắn bây giờ có thể đối với một con yêu ninh rồi. Tốt quá rồi, Lý Phù Trần đã đạt được rồi. Xem ra ta vẫn còn thời gian để lĩnh ngộ tam tinh kiếm pháp. 3 ngày sau, ta đã lĩnh hội được một tầng của thiên địa trường thanh bí pháp rồi. Mau ra đây. Không hay rồi, cửa đá bị phá ra rồi. Cánh cửa này sắp chịu không nổi rồi, làm sao đây? Ta có một cách, chỉ trong một lần có thể giải quyết một số hoặc là tất cả những con yêu ninh này. Cái gì? Xem các người chạy đâu cho thoát đây. Chính là bây giờ. Ây, không ngờ chúng ta dùng thiên huyết của Lam Diệm Thú để đối phó với chúng ta. Ta sẽ xử lý con nệ vô huyết, mọi người hãy đối phó với những con còn lại. Sau khi hút sạch tinh huyết của Tống Thanh Hà, thực lực của nó đã tăng lên rất nhiều. Cho dù các ngươi có dùng đến bảo vật thì cũng đừng hòng có thể đánh được tha. Muội muội lên thôi, cùng nhau giải quyết hắn. Muội muội, ai là muội muội của ngươi chứ? Sau khi cơ thể bị thiêu đốt, một lần nữa lại trở về hình thái linh hồn, rồi bắt đầu cướp đi cơ thể của kẻ có ý chí yếu đuối. Chạy mau. Chủ nhân. Chủ nhân sao? Nghĩa nào là chân linh của cường giả hay sao? Cũng đã nhiều năm rồi, mộ địa mới bị người ta tìm ra thế này. Chủ nhân, có được những cơ thể này, chúng ta có thể thoát khỏi mộ địa, có thể tạo dựng lại một thời kỳ huy hoàng rồi. Năm xưa chủ nhân bị bao vây rồi bị giết chết, bây giờ đã không còn bất kỳ cường giả nào nữa rồi, chúng ta sẽ là vô địch. Hai người ra đây đi. Vâng. Thứ tinh căn cốt, linh hồn cũng rất yếu đuối. Vẫn là lựa chọn thân thể hay sao? Cái gì không thể cử động được? Tên này lại càng kém hơn. Quái vật đừng có qua đây. Đừng mà, ngũ tinh căn cốt, linh hồn cũng mạnh đấy. Quay lại để đạt được đỉnh phong một lần nữa cũng không khó đâu. Tuy nhiên, làm sao bây giờ? Nếu bị cướp đi thân thể thì còn khó chịu hơn nhiều so với cái chết. Tên này cũng được đấy. Ây, căn cốt và linh hồn mạnh mẽ quá, lại có thể chống trả lại được. Đừng mơ cướp đi thân thể của ta nhé. Tô Mộc Vũ, mau tỉnh dậy. Nếu như ta chỉ là chân ninh đấu linh cảnh thì cô ta đã có thể áp chế được ta. Nhìn ngươi cũng không tồi đâu nhỉ, hình như còn mạnh hơn cô ta thì phải. Làm sao được nhỉ, có nên cướp đi thân thể của ngươi hay không? Đây là linh hồn cấp gì vậy? Đây còn là linh hồn của con người không vậy? Mau cút khỏi thân thể của ta. Quả nhiên có thể làm thương ta, linh hồn của tiểu tử ngươi cũng mạnh đó. Ta thích. Cơ thể của ngươi là của ta. Hả? Cái này lại là cái gì vậy?
chủ nhân. Lẽ nào đây là thiên cấp bí bảo hay sao? Không thể di chuyển được, đây là sức mạnh gì vậy? Con kiến thấp kém này lại dám chiếm đi thân thể và linh hồn của người mà ta đã chọn sao? Thật không biết sống chết là như thế nào. Ngươi là ai? Ngươi không có tư cách để biết sự tồn tại của ta đâu. Cái gì? Ta không cam tâm. Ta vừa nãy là xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Ta cảm thấy linh hồn của ta bỗng nhiên mạnh lên rất nhiều. Công hỉ chủ nhân. Chủ nhân của các ngươi đã chết rồi. Không thể nào, chủ nhân tuyệt đối là không chết đâu. Ngươi phải chết chính là ngươi. Cửu truyền kiếm pháp. Không ngờ có thể khiến cho đoàn công kích của chúng ta phản lại. Sao hắn lại có thể lợi hại như vậy được? Chạy đâu cho thoát. Truyền lưu kiếm pháp. Tên khốn kiếp này, hắn như một tên quái vật vậy. Lý Phù Trần là huynh sao? Tất nhiên là ta rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không rõ lắm. Mọi người không sao là tốt rồi. Nơi này thực kỳ kỳ quái. Chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi. Lý Phù Trần và một số còn lại thuận lợi thoát khỏi mộ huyệt. Cùng lúc đó, ở Thiên Sát Môn cũng xảy ra một việc rất lớn. Bí pháp trên người của Tuyết Nhi biến mất rồi. Là ai giết nó? Môn chủ bất giận. Cho dù không tìm ra được hung thủ thì cũng phải thông báo hết cho người có ân oán với hắn, phải truy sát hắn đến cùng. Truy bắt Lý Phù Trần, đệ tử của Thương Lan Tông. Nếu cung cấp được thông tin chuẩn xác sẽ được thưởng ngàn lạng vàng. Lý Phù Trần đắc tội với Thiên Sát Môn, hắn chết chắc rồi. Cũng không biết là giờ hắn ở đâu. Một đình viện nào đó ở huyết sắc thành. Lợi hại quá, hàn phiến này chia thành 3 phần. Ta mới luyện được một phần mà đã lợi hại như thế này rồi. Đợi đến khi tu luyện đến lục tinh bí pháp, vậy lúc đó sẽ thế nào nhỉ? Đến lúc đến tinh nộ bí cảnh xem thế nào rồi. Chờ ta với. Đây là tinh nộ bí pháp hay sao? Nghe nói ở đây có liên quan đến tu vi và tiềm lực. Cũng chỉ có địa sát cảnh mới có thể vào trong được. Tuy nghe nói là mỗi lần có thể tiến lên một bước thì có thể tăng thêm một chút tu vi, nhưng sao lại cảm thấy cơ thể lại nặng hơn mấy lần. Không biết là có thể đi vào được bao xa đây. Cứ thử xem thế nào. Tông chủ, không ngờ Thiên Sát Môn lại truy bắt đệ tử chân truyền. Hoàng Kim Lý Phù Trần của tông môn chúng ta lại còn phô trương là sẽ thưởng ngàn lượng vàng. Thiên Sát Môn cũng hiếp người quá đáng rồi. Nếu Lý Phù Trần bị bắt thì sẽ tổn hại đến uy tín của Thương Lan Tông chúng ta. Theo như ta biết thì thiếu chủ của Thiên Sát Môn là huyết nại đã chết. Việc này phân nửa có liên quan đến Phù Trần. Chúng ta cứ điều tra càng kỹ hãng nói. Liêu Hải Vương, đến đệ tử chân truyền Hoàng Kim của tông môn ta cũng không thể nào bảo vệ được thì còn đâu là mặt với mũi. Đệ tử chân truyền gây ra họa, vậy thì tông môn chúng ta cũng phải gánh họa thay cho hắn hay sao? Hơn nữa cân cốt của hắn lại kém, sau này chưa chắc đã đạt được thành công gì. Tiềm năng của hắn đã vượt qua cả kiếm sĩ rồi. Chúng ta có thể mạo hiểm bồi dưỡng. Đủ rồi, hãy thông báo cho Thiên Sát Môn ngừng ngay việc truy sát Lý Phù Trần này. Nếu không thì Thương Lan Tông ta sẽ truy sát một đệ tử chân truyền Hoàng Kim tài giỏi của chúng. Đúng thế, Thiên Sát Môn quá là kiêu ngạo rồi. Thôi vậy, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Tông chủ Âu Dương Vấn Thiên. Nóng quá, đây rốt cuộc là thực tế hay chỉ là huyễn tượng mà thôi? Không được. Tu vi giống hệt ta nhưng lại biến mất rồi. Quả nhiên là có liên quan đến tiềm lực. Hải sư huynh lại hại thật. Đi xa như thế rồi mà cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Hải sư huynh là một trong thiên tinh thất tử của Thiên Tinh Tông mà, sao lại có thể giống như là phàm nhân được chứ? Tiên lộ bí cảnh này cũng thật là thần kỳ. Ta nên đến đây sớm hơn mới đúng. Một trong thiên tinh thất tử của Thiên Tinh Tông, Hàn Phong. Chủ không đổ nữa rồi. Hàn sư huynh, sau này ta sẽ mời huynh ăn thịt uống rượu. Kia là ai? Tốc độ nhanh quá. Á vị, tốc độ của chúng ta cũng nên nhanh một chút. Mau bám theo Hàn sư huynh, mau lên. Không biết tự lượng sức mình. Cửa ải đầu tiên của tinh lộ bí cảnh. Hàn sư huynh, cho dù tiểu tử này qua được cửa ải đầu tiên thì sau đó tốc độ của hắn chắc chắn là sẽ bị chậm đi 10 lần. Cảm giác này nè. Cẩn thận, mau vận công. Tiếng gào thét lại đến rồi. Hoàn toàn vô dụng. Không được rồi. Ây à, vang đến lỗ tai ta cũng thấy ngứa rồi.
hắn sao lại không bị sao vậy cả? Có chút thủ đoạn. Chấn động ngưng rồi, đây là. Đây chính là tinh nộ lực lượng gia trì mà các huynh nói hay sao? Đã cảm thấy tu vi của ta đã tăng lên rất nhiều. Không sai, chỉ tiếc là mỗi người chỉ có thể có được một lần gia trì thôi. Mau nhìn kìa, đây chính là con đường đến cửa ải thứ hai hay sao? Đi thôi nào. Trọng lực bây giờ mạnh hơn nhiều lần mạnh hơn nhiều lần so với lúc nãy. Vẫn còn được. Cái gì, vẫn thể nhanh như vậy được sao? Hắn nhất định là đang ra vẻ mạnh mẽ đấy. Hàn Phong ta làm sao có thể để một tên tiểu tử vô danh như ngươi vượt mặt được chứ? Hàn Sơ huynh, chờ chúng tôi với. Không hổ là Hàn Sư huynh, tốc độ nhanh đến thế. Ta thấy tên tiểu tử kia chắc chắn là đang muốn thể hiện đây mà. Tiếc là tìm nhầm người rồi. Chúng ta cũng phải theo kịp mới được. Tên này cũng có chút thủ đoạn đấy. Không ngờ hắn lại có thể giữ vững được tốc độ như vậy. Hắn không thể vượt qua Hàn Sư huynh được đâu. Chúng ta cứ chậm lại một chút xem kịch hay. Nhanh, nhanh quá. Không thấy người đâu nữa rồi. Đã 10 mét rồi. Ta xem người làm sao để vượt qua ta nào. Đáng ghét. Lẽ nào hắn không biết mệt là gì hay sao? Cho dù hết mệt rồi, nhưng ta có thể dẫn trước cả ngươi cả chặng đường đấy. Chậm quá đấy. Tiểu súc sinh, mau cút ra khỏi tinh nội cho ta. Việc này chưa xong đâu. Hàn Sơ huynh bị hắn vượt qua rồi. Hắn rút cuộc là thần thánh phương nào? Cửa ải thứ hai của tinh nội bí cảnh. Huyễn thuật này cũng có chút tu vi đấy. Bia nêu danh, những người đẹp sức ở những vị trí đầu tiên không phải là lục tinh căn cốt cũng là ngũ tinh căn cốt rồi. Si vương bát, đây chắc là ám ký của si kiếm, kiếm hổ và vô tình kiếm. Bọn họ là phe thứ hai. Hả? Huyễn tượng này lại hại thật. Mất cả nửa tiếng đồng hồ mới có thể chạy thoát được. Không biết ký hiệu của tên tiểu tử kia ở đâu nhỉ? Thần. Lẽ nào đây là tiềm năng của vương giả hay sao? Huyết sắc thành. Lịch Tà Thiên, hãy hủy bỏ lệnh truy nã Lý Phù Trần. Ta sẽ coi như là không xảy ra chuyện gì. Giết nịch vô huyết con ta, lỡ máu phải trả bằng máu. Tốt nhất là ông đừng cản trở. Ngươi đã tận mắt nhìn thấy Lý Phù Trần giết nịch vô huyết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết hắn luôn mà sẽ đưa về Thiên Sát Môn thẩm vấn. Thiên Sát Môn không chết cũng tàn tật. Đừng nằng nhằng nữa. Mau bỏ lệnh truy nã, nếu không đệ tử chân truyền của Thiên Sát Môn đừng có ra khỏi cửa. Âu Dương Vấn Thiên, ông muốn gây bất hòa với ta đúng không? Ông có hiểu nỗi đau mất con hay không? Nếu sớm biết như vậy thì đừng có thả con trai ông ra. Âu Dương Vấn Thiên nhiều năm không giao thủ, giờ xem ông có tiến bộ hay không. Vạn kiếm quy tông. Diệt, phá. Cái gì, chuyện gì vậy, mau chạy đi. Cứu mạng. Hãy cho thêm một chiêu vạn kiếm quy tông. Thật là ngại quá. Đối với nhau bao nhiêu năm nay, giờ vẫn cứ là ta thắng. Ông không sợ Thiên Sát Môn ta khai chiến với Thiếu Nam Tông của ông hay sao? Ta đã mất đi một đứa con trai. Vô duyên vô cớ mà Thiên Sát Môn khai chiến, thì kể cả Thiếu Nam Tông bị diệt, Thiên Sát Môn cũng không được yên. Nếu như thực sự khai chiến, thực lực của Thiên Sát Môn sẽ tổn hại nhiều. Tới lúc đó, những môn phái khác sẽ bị hãm hại. Sẽ hãm hại, sớm muộn ta cũng sẽ tiêu diệt Thiếu Nam Tông. Ta sẽ hủy bỏ lệnh truy nã. Nhưng Lý Phù Trần chết trong tay của ai thì còn chưa biết. Tốt nhất đừng có để ta biết được Thiên Sát Môn làm cho quỷ gì. Nếu không, đệ tử của Thiên Sát Môn đi đường cẩn thận một chút. Đoạn tinh nộ thứ 3. Tại Hạ Hầu Thạch của Hạ Hầu gia tộc. Các hạ tới từ tông môn nào thế? Thì ra là một trong những gia tộc trong Đấu Linh Thập Kiệt. Tại hạ là Lý Phù Trần của Thương Lan Tông. Thì ra là đệ tử của Thương Lan Tông, nghe danh đã đâu. Kẻ giả tạo. Lý huynh tới đây có bảo vật gì hay không? Mang ra đây cho mọi người xem đi. Tinh nộ thần kỳ như vậy, sao gian lận bằng bảo vật được? Không dùng bảo vật mà có thể tới đây. Sức mạnh đáng bội phục đó. Đằng sau có người tới kìa. Chết đi. Sớm đã biết ngươi sẽ đánh nén. Ta chỉ đùa thôi, thử xem khả năng của huynh thế nào. Nếu huynh luôn đề phòng ta hay sao? Thật khách khí quá rồi. Không phiền nữa, cáo từ. Người này địa sát cảnh tam trùng mà lại tránh được còn của địa sát cảnh lục trùng như ta.
Lý phù trần này nhanh thật đấy, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Gây ra tinh nộ dị tượng hay sao? Khả năng của người này thật là đáng sợ. Đáng chết. Không thể nào, không thể nào là hắn. Bệnh viện nào đó ở trong huyết sắc thành. Kỳ nạ, Lý phù trần đi đâu rồi? Trả hội 10 năm mới có một lần, chúng ta đi thôi. À, chúng ta để lại cho cậu ta bức thư. Có khi cậu ta về sẽ kịp đuổi theo. Dị tượng này, nghĩa nào Lý Phù Trần đã vượt qua ải thứ tư rồi. Không, không ai có thể chỉ mất một lần đã qua được ải thứ tư. Mọi người đang vô cùng kinh ngạc. Lý Phù Trần đã mượn tinh lực có được từ tinh độ bí cảnh, nâng tu vi đến địa sát cảnh ngũ trùng. Sau đó từng bước đến ải thứ năm. Trọng lực đã nâng cao đến rất nhiều so với trước đây. Không biết ải này kiểm tra điều gì. Thú vị đấy. Chỉ là hàng sao chép. Chết. Là để lưu lại tên. Chỉ có người đầu tiên qua ải này mới được lưu lại tên. Tên được lưu lại của ải thứ tư đã rất ít rồi. Không biết ở đây có mấy người. Không có một ai. Cái gì? Có người qua được ải thứ năm hay sao? Được, lợi hại. Người này là ai mà một mạch qua được cả năm ải? Tính độ thứ sáu này đi bước nào cũng thấy khó khăn. Thu vũ trả hội sao? Lần trả hội này nhiều người quá, chắc là có rất nhiều cao thủ. Lý phù trần, cuối cùng cũng tới rồi, tỷ võ trả hội còn chưa thưởng nữa đó. Ngươi chính là Lý phù trần, thời gian trước còn bị thiên sát môn truy nã nữa. Tuy là có chuyện đó, nhưng lệnh truy nã rất nhanh đã bị hủy bỏ. Nhưng mà ngươi phải cẩn thận, ở đây có đệ tử hoàng kim chân truyền của thiên sát môn đó. Một trong số đó là Tiêu Mạch, lần thi trước xếp hạng số 101. Thực lực của người này còn mạnh hơn cả Vô tình kiếm tiết phong. Tình báo sai rồi, Lý phù trần là địa sát cảnh nhị trùng. Đã lên ngũ trùng từ khi nào thế? Thiên sát môn, Tiêu Mạch, hôm nay sẽ cắt đứt ân oán của chúng ta. Đi chết đi. Hai vị, ân oán đã chấm dứt. Trà hội cấm giết chóc. Tần Khả Thi, cô ấy chính là Tần Khả Thi đứng thứ 88, có thể coi là đệ nhất cao thủ của trà hội lần này. Thực lực của cô ta đúng là thâm bất khả chắc. Sư huynh, Lý phù trần, đại tử hoàng kim thân truyền của thiên sát môn Hồ Minh Nai, lãnh giáo cao chiêu của người. Lý sư đệ cẩn thận, người này là địa sát cảnh thất trùng. Yên tâm. Mạnh hơn cả đối thủ, tu vi hơn hai trùng, hơn nữa còn luôn nhắm vào sơ hở của kẻ địch, ý thức thật mạnh. Ta còn chưa dốc toàn lực đâu. Đừng đáp. Hỗn xược, khí thế thật là mạnh mẽ. Tiêu huynh, chúng ta đều trên tinh bảng, cần gì phải tham gia náo nhiệt. Ngươi may mắn đấy, đừng tưởng lần nào cũng có thể trốn sau lưng của nữ nhân. Còn ngươi, lên cố bảo vệ thân phận tinh anh bảng của ngươi đi. Lý phù trần, ngươi muốn chết à? Người này thật là vô sỉ. Hãy để Tiêu Mạch xử lý tên tiểu tử này đi. Các ngươi đừng làm bạn với loại người này. Cẩn thận họa giáng xuống đầu. Bọn ta tin hắn. Ta không phải là người ở trên tinh bảng. Ta sẽ chặn cái mồm thối của ngươi này. Ngươi muốn ra mặt hộ Tiêu Mạch. Người này là đệ tử chân truyền Hoàng Kim trưởng Đao Môn, thực lực hơn cả Hồ Minh. Hắn không phải là đối thủ của Lý phù trần. Ta thấy các ngươi đã bị chúng ta của hắn rồi. Hãy xem hắn thảm. Lần này Lý phù trần thảm rồi. Người này là Vấn Khê kiếm phái tuyệt đỉnh Thiên Kiều Tần Khả Thi, ma nữ Roi Thần Đường Thi Kỳ, là kẻ đối đầu với Tần Khả Thi. Xếp hạng sát nút ở trên tinh bảng, chắc là đến để báo thù. Có cô ta ở đây. Đường Thi Kỳ, trà hội của người đừng hòng tổ chức. Đánh chuẩn tí hộ ta có được không? Cơ hội tốt. Lý phù trần, chịu chết đi. Không hổ là người đứng đầu tinh bảng, xem người tránh được mấy trưởng. Cái tên đắc ý vênh váo, cho người thấy được bản lĩnh thật sự của ta. Tứ tinh bí pháp Hắc Thiết Kiếm, Văn Điệp Gia Huyền Long bí pháp.
Đó là cái gì? Huyền năng chân khí màu đen. Nếu ta muốn đánh thắng yêu mạch cần phải có chút thời gian, thế mà Lý Phụ Trần có thể đánh ngang phân, đánh ngang bằng với hắn. Còn dám phân tâm, thua đi. Đỡ đi xem nào, đỡ đi xem nào. Viêm ma kiếm quyết, lùi lại đi. Cái gì? Huyền cấp cao giai kiếm pháp. Yêu mạch đã bị ép lùi lại. Đây là chiêu thức gì thế? Kiếm pháp này mới đang phong đạo cực mà uy lực đã lớn như vậy. Cao giai kiếm pháp tiêu hao rất nhiều chân khí, ta không tin ngươi cố được nữa. Lại nào. Cho con bò. Nguyễn Huỳnh, còn không mau giúp ta. Chúng ta cùng lên đi. Được. Khuyên các ngươi đừng lên. Đây là người bị Lý Phù Trần, đây là người vừa bị Lý sư đệ đánh bại. Mọi người không cần ra tay. Lần này hắn đã nhìn lầm rồi. Nguyễn Thiên Thu, đại tử hoàng kim của Ngân Ly Tông, tuy mới là địa sát thất trùng nhưng mạnh hơn cả tiêu mạch. Lộp mạng đi. Hả? Sao có thể một đánh hai mà không làm gì được hắn sao? Ý thức chiến đấu của Lý Phù Trần yêu nghiệt quá mức, còn ngăn lại được đoàn tấn công tinh vi của kẻ địch. Quái quái vật, cũng được lắm. Ngươi bị thương nhẹ, nhẹ nhất là Lý Phù Trần sao? Ngươi đứng 30 đầu bảng chắc là sẽ có thay đổi lớn đây. Không thể nào, ta sẽ không thua đâu. Khốn kiếp, viêm ma sát ảnh. Đủ rồi, dừng tay lại hết đi. Người này là ai? Cảm nhận được một luồng sức mạnh khó có thể tiếp cận được ở trong vô hình. Thiên canh cảnh võ giả, các hạ là ai? Thì ra là một trong những người từng tổ chức trà hội. Hướng Nô sư huynh nghe danh từ đâu? Thu vũ trà hội nghiêm. Thu vũ trà hội nghiêm cấm giết chóc, nơi này không hoan nghênh người. Hai người các ngươi cùng đi đi. Được rồi, đến trà hội võ đồ có thể thảo luận. Các vị võ đồ có vấn đề khó hãy cứ nêu ra. Nghe nói gì chưa? Hạ Hầu Xuyên của Đấu Linh gia tộc vừa thông qua cửa thứ 5 của kỳ võ, được một vị kỳ võ giả nào đó nhận làm đồ đệ. Trời, nghe nói cửa thứ nhất đã khó lắm rồi. Đấu Linh gia tộc cũng đúng không phải là người. Hạ Hầu Xuyên, Đấu Linh gia tộc, Hạ Hầu Thành cập trang tinh nộ chắc có liên quan đến hắn. Vệ huynh đài này, xin hỏi võ kỹ, võ kỹ giả là ai? Có thể giải thích được không? Ngươi không biết kỳ võ kỹ giả hay sao? Kỳ võ giả là 8 vị cao thủ ẩn cư ở kỳ võ bí cảnh, sức mạnh khủng khiếp, nghe nói nằm trong 20 cao thủ mạnh nhất của đại lục. Có thể trở thành đệ tử của kỳ võ giả thì con đường võ đạo sẽ vô cùng thuận lợi, thậm chí có thể nói là có chỗ dựa vững như núi. Tuy kỳ võ giả rời khỏi kỳ võ bí cảnh thì sức mạnh giảm đi nhiều, nhưng từng nghe nói có một đệ tử bị giết, kỳ võ giả đi ra ngoài bí cảnh và dễ dàng giết được kẻ thù. Thế nên sau khi trở thành đệ tử của kỳ võ, cả đại lục này cũng chẳng ai dám động vào. Nghe nói kỳ võ bí cảnh tổng cộng có 8 cửa, hay còn gọi là 8 quan ải, chỉ cần qua một cửa thôi là sẽ được nhận làm đệ tử. Số người qua được 5 cửa không quá con số 10, còn thông qua cửa số 6 chỉ có 3 người. Kỳ võ bí cảnh này đáng để đi đây. Trần Nguyên Hổ, ra đây đánh một trận đi. Người này chính là kiếm hổ Trần Nguyên Hổ sư huynh của Thương Đan Tông. Sao thế, lại đánh nhau à? Ách Niên báo, một năm trước ngươi đã thua, năm nay lại muốn thua nữa à? Đừng phí lời. Hay là ngươi sợ rồi? Được cười, chúng ta xuất thành đánh một trận. Được. Hai người đều là địa sắt cảnh cửu trùng, thường được dường như là ngang bằng nhau. Cuồng Long Chảm, Nguyên Hổ Sát. Ta lại thắng rồi. Đây chính là sát chiêu mà Thu Vũ Trạng Hội nói với Hướng Nô Sư Huynh. Hướng Nô Sư Huynh hay sao? Bất ngờ là uy lực lại bất phàm. Còn 3 tháng nữa là đến thời kỳ võ bí cảnh mở cửa, tốt nhất là ta cũng phải Sáng tạo ra sát chiêu. Ba tháng sau, không ngờ gặp được tổ sư muội. Tổ sư muội thật là vinh hạnh. Đúng vậy, Hàn sư huynh và Hạ sư huynh khách khí quá rồi. Quan gia ngõ hẹp. Chuyện gì thế? Chẳng phải kỳ võ bí cảnh còn 3 ngày nữa mới khởi động hay sao? Đại thừa Thương Nan Tông và Vân Khê kiếm phái
đang đấu ở trong rừng. Cái gì? Vân Khê kiếm phái cũng chỉ đến vậy mà thôi. Lục Vân, tỷ võ đã kết thúc, giờ ngươi chạy tới ra tay là có ý gì đây? Hương Nan Tông thảm rồi. Đại nhất hoàng kim đệ tử của Vân Khê kiếm phái, Lục Vân, ngoài kiếm si ra chắc không ai địch nổi hắn. Nghe nói ngươi xếp 72 trên tinh bảng, nên ta đến gặp ngươi. Ngươi không đủ tư cách, hai người cùng lên đi. Hống hách, nhìn kiếm này. Cái gì? Nhanh như vậy đã muốn lộ diện rồi à? Ngươi tới rồi. Kiếm si Lý Tương Nho, hai người các ngươi thật là mất mặt. Một năm trước ngươi còn không đỡ nổi ba chiêu của ta, giờ cảm thấy thắng được ta rồi à? Chiến thôi. Bách kiếm sát, sát chiêu lang kiếm sát, hai loại sát chiêu thập kiếm sát, không phân hơn kém. Xem ra hai người này phải đánh mấy trăm hiệp mới phân được thắng bại. Mau xem, Long Kiếm Công Tử của Vô Long Kiếm Tông, Dịch Vũ Nghiệp cũng tới kìa. Những người đáng sợ nhất ở trong lớp trẻ Đông Lân Đại Lục gồm có 13 người, chia thành Lục Đại Công Tử, Tứ Đại Tiên Tử và Tam Vương Tinh. Long Kiếm Công Tử chính là một trong số đó. Tô Mộc Vũ của Trường Xuân Cốc là Mộc Vũ Tiên Tử. Yến Khinh Vũ của Thiên Sát Môn là Khinh Vũ Tiên Tử. Tam Vương Tinh là người đứng đầu tinh bảng lần trước. Lý Phù Trần vẫn khỏe chứ? Ơi, đúng là vẫn không giấu được cô. Cái gì? Lâu như vậy rồi mà còn chưa phân thắng bại hay sao? Hơn nghìn chiêu rồi, hai người này thật là đại hại. Lục Vân đúng là vô dụng. Lý Tương Nho, không biết ngươi có thể đỡ được một kiếm của ta hay không? Thiên Long Kiếm Tông Công Tôn Lý xếp thứ 48 tinh bảng, thập kiếm sát tạm được, nhưng không đáng để ta ra kiếm thứ hai. Hương Nan Tông thật là may mắn, có huynh rồi lại còn có kiếm si Lý Tương Nho. Kiếm si sư huynh đúng là một nhân vật truyền kỳ. Truyền kỳ sao? Huynh sẽ vượt cả truyền kỳ. Ây, quá khen. 3 ngày sau cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, lần này nhất định là phải qua được cửa đầu tiên. Nhìn kìa, cửa mở rồi. Cái gì? Thuật dịch dung là hắn. Mỹ Phù Trần tham kiến các vị sư huynh, ta từng nghe qua về người làm rất tốt ở trong Bách Thảo Bí Cảnh, là Lý Phù Trần, mau báo tin về Thiên Sát Môn. Kỳ võ bí cảnh khởi động, các đệ tử hãy vào để tham gia thi. Bắt đầu rồi, nhiều người thật đấy. Không biết lần này có hạt giống nào hay không. Lần này lơ này không nhìn được điểm tận cùng, khảo nghiệm kinh công hay sao? Chúng ta đi theo hắn, xông lên. Vô dụng, không khống chế được chân khí, có tư cách gì mà lại ở vào kỳ võ bí cảnh chứ? Nhanh hơn cả ta. Đúng là không hổ danh Lục công tử. Chỉ là cái cửa đá, đừng hòng ngăn được ta. Ây, có chút khó đây. Tiểu tử này nhẽ nào ban đầu đã biết cách qua ải, tu vi cao hơn ta nhưng lại chậm hơn ta. Xem ra cách qua ải được điều chỉnh theo tu vi. Rất nhiều hạt giống tốt, ít nhất là có 4 người đi qua được kỳ võ cửa số 4. Khảo nghiệm khá lăng bạo hay sao? Ây, quả nhiên là vậy. Vẫn chưa đủ bí pháp hắc thiết kiếm thúy. Qua rồi sao? Không vội. Cái gì vậy? Bao phát lực long cấp, ta phải giành được đệ tử này. Lão Lục, huynh chỉ giỏi trường lực, lực lượng bạo phát, dạy cậu ấy sợ là sẽ phải phí mất trời bạn, sẽ phí mất của trời mất. Mặc kệ, ta phải dạy dỗ cậu ta. Người này không tồi, nhị ca cũng có ý định à? Tiền đề là cậu phải qua được cửa ải số 5 kỳ võ. Đừng có qua cửa ải số 5 nhé. Cửa thứ 4 khảo nghiệm ý thức, cửa số 5 khảo nghiệm ngộ tính. Lý Phù Trần thể hiện một cách đáng kinh ngạc. Nhị ca, ta đổi đệ tử thân truyền của ta lấy cậu ấy, được không? Người nghĩ ta ngốc hà? Đệ tử của người ta không thèm. Đừng tranh nữa. Đệ tử này ta sẽ lấy. Đại ca cũng thích cậu ấy à? Ta chỉ có đệ tử ký danh, nhưng với tư cách của cậu ấy có thể trở thành đệ tử thân truyền của ta.
Khảo nghiệm kỳ võ bí cảnh vẫn còn tiếp tục. Hàn Phong, Lý Tương Nho dừng bước tại kỳ võ ngũ môn, đáng chết. Chuyện nhỏ. Dịch Vũ Nghiệp, Tô Mộc Vũ, Hạ Hầu Thạch thông qua ngũ môn, hướng đến lục môn xuất phát. Tô sư muội đợi ta với. Phong nhận thật là sắc bén. Phải đợi bao lâu nữa đây? Tại cửa thứ 6 này, khảo nghiệm ý chí kiên cường bất khuất. Rất nhanh, Hạ Hầu Thạch và Tô Mộc Vũ đã bị đẩy ra ngoài. Phải dừng lại ở đây sao? Đáng ghét thật. Ngưng tụ cho ta. Tiểu tử này quả thực là nghịch thiên quá rồi. Dịch Vũ Nghiệp ta sẽ không khuất phục đâu. Nhìn kìa, có người ra, là ai vậy? Không hổ là Long Kiếm Tộc, Long Kiếm Công Tử thông qua kỳ võ lục môn. Bên ngoài Thiên Vương Tình, hắn là kẻ thứ tư thông qua kỳ võ lục môn. Nhĩ Phù Trần đâu? Cái này chẳng lẽ là địa cấp luyện thể, võ học văn nộ. Đáng tiếc ta hiện tại không có cách nào tu luyện. Cái gì? Địa chi văn nộ, thiên chi ấn ký. Đến tuột cùng là cái gì? Bị đánh ra rồi sao? Thật là đáng tiếc. Xem ra không có ai thông qua được thiên chi môn. Hắn chí ít cũng là người đầu tiên thông qua được địa chi môn. Lại có người ra rồi. Lý Phù Trần, huynh thông qua mấy cửa kỳ võ. Kỳ võ lục môn. So với ta thông qua muộn hơn. Thành tích không bằng ta. Không hổ là con mồi mà ta nhìn chúng. Ngoài đệ tử ký danh ra thì chỉ có 6 người có tư cách trở thành đệ tử kỳ võ. Đại bát kỳ, nam tử gầy gò chọn Hàn Phong. Đại lục kỳ, nam tử cường trắng chọn Hạ Hầu Thạch. Đại ngũ kỳ, mỹ thiếu phụ chọn Lý Tương Nho. Đại tam kỳ, nam tử cao giáo chọn Tô Mộc Vũ. Chỉ còn 2 người, Dịch Vũ Nghiệp và Lý Phù Trần đợi kết quả cuối cùng. Là thứ nhất hay là thứ hai? Ngươi miễn cưỡng đủ tư cách trở thành đệ tử danh truyền của ta. Dịch Vũ Nghiệp sẽ không làm người thất vọng. Người thừa sức làm đệ tử thân truyền của ta là đệ nhất kỳ. Có người được ông ấy chọn rồi. Lý Phù Trần, không biết ngươi có đồng ý hay không? Ta không phục, sao lại là hắn? Sao mà không phục? Cậu ta là người đầu tiên bước vào địa chi môn. Thì ra hắn mới là người đầu tiên. Thật mong được cuộc thi tinh bảng năm sau, thú vị. Nhất tinh căn cốt, thật là quá yêu nghiệt. Chỉ cần Lý Phù Trần hiện thân là phải bắt hắn ngay tại đây. Ra ngoài rồi kìa, hình như là những người bị loại. Các vị huynh đài, bên trong tình hình thế nào? Dịch Vũ Nghiệp được đệ nhị kỳ chọn làm thân truyền đệ tử. Thái tên Lý Phù Trần thì được đệ nhất kỳ thu nhận làm đệ tử. Nghe nói hắn là người đầu tiên đặt chân vào địa chi môn. Trưởng lão, phải tính kế lâu dài, quay về bẩm báo với môn chủ đã. Các ngươi nghe rõ đây, sau này cậu ấy sẽ là đại sư huynh của các ngươi. Chào đại sư huynh, xem ra một thời gian sau sẽ có người thách đấu ta. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Ngươi rất may mắn, ta cũng chủ yếu tu luyện kiếm đạo. Ta hỏi ngươi, kiếm đạo là gì? Dùng kiếm giết người, đó chính là kiếm đạo. Vậy nếu không có kiếm thì sao? Sáng tạo kiếm. Ngươi rất phù hợp với kiếm đạo của ta. Kiếm không nhất thiết là phải là kiếm, vạn vật đều có thể là kiếm. Ví dụ một cành cây. Địa cấp kiếm chiêu. Ta đã lĩnh ngộ địa cấp kiếm ý, thế nên vung tay là có địa cấp kiếm chiêu. Sư tôn để cho ta dùng nhánh cây sáng tạo ra sát chiêu huyền cấp trung giai, xem ra còn cẩn thận lĩnh hội. Không tệ, tiến bộ thần tốc. Ta là bá giả kiếm đạo, ngươi là đế vương kiếm đạo, có rất nhiều điểm tương đồng. Nhớ kỹ, ngươi muốn có được đế vương kiếm tâm, lúc ngươi khống chế kiếm trong tay, thực lực phát sinh phải biến hóa đến ông trời nở đất. Đế vương kiếm đạo, kiếm cổ ta sẽ vượt qua hết tất thảy mọi người trên thế gian này. Thiên phú tiềm lực của ngươi không tệ, ta có lòng tin để ngươi tốc độ tiến bộ vượt trội hơn hẳn những người khác, có lẽ trừ tên Lý Phù Trần kia. Đa tạ sư tôn, Tô Mộc Vũ sẽ nỗ lực hết sức. Cuối cùng cũng có tiến triển. Ngộ tính của tên tiểu tử này quá là kinh khủng. Trong một tháng mà có thể tạo ra 2 sát chiêu. Một tháng sau. Rất tốt, sát chiêu thứ hai này đặt tên của nó là kiếm bạo đi.
Không tệ, so với tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Tiếp theo, liền sáng tạo ra sát chiêu. Cấp độ lửa cường đại đi. Sư tôn, kia không là tiếp cận huyền cấp cao gia kiếm pháp hay sao? Thế nào không được hay sao? Làm được. Muốn huy lực càng lớn, dùng toàn lưu kiếm ý thử một chút. Đại sư huynh, Trình sư huynh mời huynh qua đó một lần. Cái gì cần đến thì sẽ đến. Được rồi. Lý Phủ Trần, ngươi tới rồi à? Tới uống một chút rượu đi. Có ai muốn khiêu chiến ta? Trực tiếp tới đi. Đừng quanh co lòng vòng. Đại sư huynh, Đào Nẵng ta muốn lĩnh giáo huynh vài chiêu. Được. Trần pháp hạn chế chân khí hay sao? Lý do công bằng, chân khí của mọi người đều hạn chế ở luyện khí cảnh cửu trùng. Mời đại sư huynh chỉ giáo sát chiêu phong kiếm tất sát. Chớ đắc ý, phong chi sát, viêm quỷ kiếm quyết. Lý Phù Trần, ta đấu với người, hy vọng hắn còn chưa kịp nghiên cứu sát chiêu. Hay cái gì? Trình sư huynh rơi vào thế hạ phong. Lược ảnh, chiêu này cũng không tệ lắm, vậy mà thua rồi. Thậm chí hắn còn chưa dùng đến sát chiêu. Một nữ ngu ngốc cũng tốt. Từ giờ sẽ không có ai quấy rầy ngươi nữa. Sau 3 tháng thì võ bí cải một lần nữa được mở ra. Mà trong 3 tháng này, sự tích của Lý Phù Trần đã truyền khắp các tông môn. Yến Kinh Vũ đối với việc của Lý Phù Trần rất là kinh ngạc. Mà lần này nàng cùng đông đảo các thiên tài khác cùng nữa để khiêu chiến trước kỳ võ môn. Nhưng mà giống như là Tô Mộc Vũ, Yến Kinh Vũ cuối cùng dừng bước tại kỳ võ lục môn, được đệ tam kỳ chọn làm đệ tử. Bất quá lúc này Lý Phù Trần tu vi đã đột phá đến địa sát cảnh địa lục trùng. Còn Phạm Thiên Chân Công đã tu luyện đến tầng thứ 16. Bảo biết đa số nội tông trưởng não của Thương Lan Tông công pháp cũng mới tầng thứ 16. Thời gian cực nhanh, Lý Phù Trần đang tiến bộ thần tốc. Hey, tốt, xem ra ta vẫn coi thường ngươi rồi. Sư tôn quá lời rồi. Thiên phú và ngộ tính của ngươi đủ để khinh thường quần hùng, nhưng còn không có năng lực thoải mái. Đóng quá đi. Đây là địa cấp võ văn, lạc ấn chạm tới địa cấp võ học. Chỉ cần đem chân khí rót vào, liền có thể thi triển ra cấp võ học. Sư tôn, không sao. Mặc dù sớ lần sử dụng sụp có hạn, nhưng sau không có ta ở bên cạnh, ngươi cũng có thể tự vệ. Chỉ hy vọng ngươi mau chóng trưởng thành. Không hổ là thiên tài của Thương Lan Tông chúng ta. Lý Phù Trần và Lý Tương Nho đều thành kỹ vụ đệ tử. Thời gian bọn họ cũng nên đi ra rồi. Rất tốt. Lý Phù Trần, Lệ Tà Thiên, ngươi muốn động thủ hay sao? Kẻ nào gây rối vậy? Hắn ta có thể bảo vệ ngươi phút chốc, không thể bảo vệ ngươi cả đời được. Đến lúc đó thì lợ một người trả thì lợ một trả mười. Chúng ta đi. Bốn người các ngươi mặc dù là đệ tử thân truyền kiệt xuất nhất của Thương Lan Tông, nhưng một tháng sau có cuộc thi lựa chọn tinh bảng đại hội, ta hy vọng các ngươi sẽ tham gia. Hy vọng các ngươi không có trách móc gì, ngoài ra phải giành một trong hai tấm huy chương. Tông chủ yên tâm, bọn ta nhất định không có lời trách móc nào. Tốt lắm, Lý Phù Trần, bây giờ không sợ cả đời không ai biết đến nữa rồi nhé. Đại trưởng não quá khen rồi. Lý Phù Trần, ngươi thật sự là một quái vật. Ta mới tới địa sát cải nhị trùng, vậy mà ngươi đã tới lục trùng rồi. Phù Trần, tối nay cùng nhau ăn cơm đi. Vâng. Xem ra ta già thật rồi. Trưởng não Liễu Hải Long truyền lệnh xuống, từ bây giờ trở đi, ai mà đắc tội với Lý Phù Trần thì sẽ bị đuổi khỏi Niêu gia. Cao ca, Lý Phù Trần về rồi. Hắn bây giờ là nhân vật nổi tiếng nhất ở nơi đây rồi. Thật may là có hắn ta mới nhìn rõ năng lực của bản thân mình hơn. Hơn nữa chúng ta còn có thể bên nhau. Ta không thể hối hận được. Một thời gian, cả Thương Lan Tông đều bàn luận về Lý Phù Trần. Bữa cơm tối hôm đó, Triệu Vô Cực muốn Triệu Minh Nguyệt và Lý Phù Trần ngồi cùng nhau, nhưng Lý Phù Trần chỉ để tâm đến võ học, không để ý tới tâm tư của con gái ông. Chiều này hay thật. Nhờ biểu hiện của Lý Phù Trần, Lý gia cũng chuyển về Thương Lan Tông, trở thành một người cùng một nhà. Một tháng sau, ở trên võ đài của Thương Lan Tông, nhìn xem là kiếm si sư huynh, kia là kiếm hư sư huynh, còn có cả vô tình kiếm sư huynh.
Trời ơi, kia nè, Lý Phù Trần. Hắn ta thì chính là Lý Phù Trần 20 tuổi sao? Không sai. Nhất tinh căn cốt, được thành tựu như vậy đúng là kỳ tích. Tu vi có hơi thấp, hy vọng sau khi tuyển chọn sẽ không phát sinh kỳ tích. Cứ mong chờ đi. Không thể núp dưới bóng của Lý Phù Trần mãi, nhất định phải giành được một trong bốn vị trí đầu. Vũ Văn Thiên, Liễu Võ Hoàng. Trận đấu bắt đầu, sau khi một đường vòng, Lý Phù Trần sẽ đấu với Vũ Văn Thiên. Lâu rồi không gặp, ta phải đuổi kịp hắn. Không biết ngươi đã tiến bộ như thế nào rồi. Lý Phù Trần tiếp chiêu đi. Hắn không cùng thế giới với chúng ta, mạnh, mạnh quá. Vũ Văn Thiên sau khi bị đánh bại, rất nhanh sau đó, Liễu Võ Hoàng cũng bị Lý Phù Trần đánh bại trong chớp mắt. Lý Phù Trần luôn đánh tan các đối thủ, còn khiến cho các đối thủ yên canh cảnh khó mà lĩnh hội được huyền cấp cao giai kiếm ý. Hơn nữa còn đánh bại vô số sư huynh cao cường ở địa sát cảnh, bao gồm cả kiếm hổ sư huynh. Cuối cùng, kiếm yêu Lý Phù Trần đã ngang với kiếm sĩ Lý Tương Nho. Lý sư đệ, không ai có thể ép ta sử dụng thường lực tốt nhất, xem ra chỉ có mình đệ. Quá khen rồi, Lý sư huynh xin chỉ giáo. Tiếp chiêu, huyền cấp cao giai kiếm ý. Thành vu kiếm, si vu kiếm, không hổ là kiếm si. Lý Phù Trần dường như là phải thấp thỏm rồi. Kiếm ý rất mạnh, đây có phải là lý do hắn ta được đệ nhất kỳ thu nam đệ tử? Kết thúc chiến đấu, Lý Phù Trần thắng. Lý sư huynh thắng rồi, 20 tuổi đã trở thành đệ nhất đệ tử chân truyền của tông môn, trước giờ chưa từng có. Giống như là Thương Lan Tông, tam đại tông môn còn lại cũng chọn ra được 4 người. Yêu Khinh Vũ cũng như Lý Phù Trần đều trở thành đệ tử chân truyền trẻ tuổi nhất. Không biết lần này có thể xông vào cửa thứ mấy của tinh nộ. Gia tăng 64 phần tinh nộ chi lực, cuối cùng ta cũng sắp đột phá rồi. Khinh Vũ, lần trước truyền cho con bí pháp Phi Yên Trảm con tu luyện thế nào rồi? Chà, đã gần được 8 phần rồi. Tốt, vậy tranh đấu để đạt được top 30 không thành vấn đề. Trường Xuân Cốc. Tốt quá rồi, bộ địa đã đạt được lục tinh bí pháp, tứ tinh viên mãn, có hy vọng giành được top 10 rồi. Cao thủ các phái đều đang nâng cao thực lực của mình với tốc độ nhanh nhất có thể. Lý Phù Trần cuối cùng cũng không vượt qua được cửa thứ 8 của tinh nộ bí cảnh. Hắn ta trở về Thương Nan Tông, đã bắt đầu lĩnh hội kiếm ý ở trong kiếm bia và làm cho kiếm túy tàn phiên bí pháp từ hắc thiết kiếm túy chuyển đổi thành ngũ tinh bí pháp thanh đồng kiếm túy. Tinh bảng đại trạch tiền tịch, rất tốt. Lý Phù Trần địa sát cảnh bắt trùng, những người khác cửu trùng. Tiếp nấy cái gì? Huyền cấp cao giai bảo kiếm. Đa tạ tông chủ. Rất tốt, các ngươi chuẩn bị cho tốt đi, lát nữa xuất phát. Lý Phù Trần tạm thời ở lại, sau khi tuyển chọn cho ngươi tứ tinh bí pháp thuần dương canh khí. Ngươi tu luyện thế nào rồi? Báo tông chủ, Lý Phù Trần đã luyện xong nó rồi ạ. Cái gì, đã luyện xong rồi? Ngươi triển khai ra cho ta xem thử. Năm đó ta tu luyện 3 năm, nên tiểu tử này lại không đến 1 tháng. Đúng là tuyệt thế kỳ tài. Xuất phát. Tiểu tử kia đúng là công cuồng nhân. Luyện công nhất định là phải loại bỏ tạp niệm. Hắn ta có thể trong hoàn cảnh như thế này để luyện công, thật là tài giỏi. Giải thi đấu tinh bảng chia thành 2 giai đoạn, sơ tuyển và quyết đấu. Trên ngọn núi có 108 căn thiên canh thạch trụ, các tuyển thủ sơ tuyển lên núi để so tài chịu đựng và kinh không. Sườn núi có 2 con đường, một con đường dốc đứng nguy hiểm, con đường còn lại bình ổn như vong vo. Lúc lên núi cẩn thận bị tập kích bất ngờ. Sau khi lên đỉnh núi, dựa vào thực lực để tranh chiếm 108 thiên canh thạch trụ. Lý Phù Trần, thật khiến người khác kinh ngạc. Ngươi lại được đại nhất kỳ thu nạp làm đệ tử, điều mà Tam Vương Tinh cũng không làm được. Lý sư huynh, sau này chắc chắn là phải che chở cho bọn ta rồi. Kia nào, bất động vương tinh tài hằng, đại nhất phòng ngự không ai địch được. Thú vị đấy. Kiếm túy mật pháp của ta là kiếm khắc ở trong xương cốt, hắn lại khắc chế ở ngoài cơ thể. Hả? Là Đằng Thanh Vân, một trong 6 vị đại công tử. Đằng sư muội,
đây là Lý Phù Trần mà muội nhắc đến hay sao? Đúng vậy, tu vi mới là bắt trùng còn không bằng muội. Đằng Thanh Vân, ngươi đến rồi, xem ra ngươi phòng ngự mạnh nhất rồi. Mau nhìn kìa, là Long Kiếm Công Tử Xích Vũ Nghiệp, còn có đệ nhất tinh bảng Lô Đình Vương. Nhìn kìa, vòng chắn biến mất rồi, lên thôi. Lý Sư Huynh nhanh lên. Lý Phù Trần cố lên. Mạn Vương Tinh Vân Sơn, nhìn kìa, là Giang Nhã Liễu, tam tuyệt tiên nữ đệ nhất kinh công, người chủ trì Thu Vũ Trà cũng ở đây. Lý Phù Trần này sao mà thần tốc như vậy, cuối cùng cũng tới rồi. Lý Phù Trần, cút ra đây cho ta. Tinh Thất Tử thì sao? Ếch ngồi đáy giếng. Lên, ta cần mấy cột nhà đó. Ra tay trước đã. Đừng lên được, không có nghĩa là có thể giữ vững được. Một lúc sau, 108 thiên canh thạch trụ đã có người đứng gần hết. Lý Tương Nho tranh được một cây thiên canh thạch trụ, nhưng Trần Nguyên Hổ và Tiết Phong đến tiến gần thạch trụ cũng không làm được. Giao thạch trụ ra đây. Thạch trụ này là của ta, quắc lắc mà không xấu hổ. Là Vương Hâm, người xếp thứ 44 ở trong thượng giới tinh bảng, thay đổi mục tiêu. Là Đấu Linh Thập Kiệt Hạ Hầu Thạch, mau rút thôi. Phù Trần và Tương Nho đã tranh giành đến thiên canh thạch trụ rồi. Thực lực của Trần Nguyên Hổ và Tiết Phong có hơi kém hơn một chút, có thể tiến đến hay không phải xem vận khí thế nào. Không được, Phù Trần bị người khác nhắm vào rồi. Hơi, xem ra chúng ta lo lắng thừa thãi rồi. Ta đến chiếu cố ngươi đây. Là Vân Nhạc, xếp thứ 48 trong thượng giới tinh bảng, lực phòng ngự chỉ đứng sau Tề Hằng. Tiểu tử này chết chắc rồi. Cái gì? Cuộc chiến tranh giành thạch trụ ngày càng kịch liệt. Yến Kinh Vũ, Tô Mộc Vũ bị khiêu chiến đều đã bị đánh lùi. Lý Tương Nho cũng đã bị đánh lùi, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được. Chỉ có thạch trụ của Lý Phù Trần là không ai dám đến khiêu chiến nữa. Ây, kết thúc rồi sao? Đáng ghét thật. Hay, quyết đấu sẽ được tiến hành như thế nào? Quyết đấu bắt đầu rồi, lại có kịch hay để xem rồi. Hóa ra là vậy. Xem chiêu đây. Đó, gặp phải Kim Tiên Vương Hoàng Kim Húc Đồng mà lại không nhận thua hay sao? Không hổ là địa sát cảnh cửu trùng đỉnh phong, bán bộ thiên canh cảnh quả nhiên lợi hại. Hóa ra thiên canh chiến khí của kẻ đại bại trận sẽ thuộc về người thắng. Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, rất nhanh Lý Tương Nho lên sân đấu, mà đối thủ của anh ta thì không đơn giản chút nào. Hai người tung ra vô số các chiêu thức liều mạng với nhau, chút nữa Lý Tương Nho đã thắng được. Ngươi không chạm được đến ta đâu. Không chắc vậy đâu. Tứ tinh bí pháp Phi Yên Trảm. Đợi đã, tốc độ nhanh hơn ta, còn phá được phòng ngự của ta, ta chịu thua. Ngươi còn không chịu thua? Chịu thì ta còn tha cho một mạng. Cuồng vọng chi đồ, ăn một trưởng của ta đây. Hạ Hầu Hải, người đứng thứ 39 trong tinh bảng lần trước. Tiểu tử, còn không chịu thua. Bên này là Kiếm Yêu Lý Phù Trần, chỉ dựa vào ngươi, chết đi. Ta thua rồi sao? Muốn đánh bại Hạ Hầu Hải thì phải có bản lĩnh một chút. Trận đấu tiếp tục diễn ra. Lục Đại Công Tử, Tứ Tiên Tử và Tam Vương Hoàng đều đã thể hiện ra thực lực đáng kinh ngạc, càng đấu càng hăng. Thậm chí có những đối thủ đã trực tiếp chịu thua. Một quân hắc mã khác chính là Lý Phù Trần. Lý Phù Trần, cuối cùng cũng đến lượt ngươi rồi. Tiếp chiêu Phi Yên Trảm. Viêm Ma Sát Ảnh, đáng ghét, lại là Lý Phù Trần. Nhất thời thành bại không là gì cả. Giới tiếp theo chính là thời đại của Kinh Võ. Sau khi kích bại Yên Kinh Võ, Lý Phù Trần càng chiến đấu càng gan dạ, thắng 14 lần liên tiếp. Ngoài Yên Kinh Võ ra, hơn 10 người khác đều bảo toàn được kỷ lục thắng liên tiếp. Trận thứ 799, Lý Phù Trần đấu với Hạ Hầu Thạch.
thú săn cuối cùng vẫn là thú săn. Tứ tinh bí pháp Diệp Điệp Gia, quyền cấp cao giai quyền pháp Hoàng Long Quyền. Tứ tinh bí pháp Thuần Dương Canh. Tứ tinh bí pháp Viên Mãn. Tuyệt đỉnh thiên kiêu Lý Phù Trần một nhát kiếm đã đánh bại Hạ Hầu Thạch. Thực lực của hắn là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bí pháp này là hắn lấy được ở cổ mạch hay sao? Không đúng, chắc chắn còn lợi hại hơn. Cùng với cuộc tranh tài ngày càng kịch liệt, thấm thoát Lý Phù Trần đã thắng liên tiếp 20 trận. Còn Tô Mộc Vũ rất nhanh đã đấu với một trong những lục đại công tử Mộ Dung Địch. Lợi hại quá, thiên canh chiến khí đã hóa thành hoàng sắc cự mãng rồi. Xem chiêu đây. Ơi, Mộc Vũ tiên tử vẫn còn quá trẻ. Đúng vậy, Mộ Dung Địch lớn hơn cô ấy phải 10 tuổi, tu vi công lực thâm hậu hơn nhiều. Không sao, ta vẫn còn cơ hội đạt được top 20. Trận thứ 1400, Lý Phù Trần và Trần Phong. Trần Phong giới trước xếp hạng thứ 17, Lý Phù Trần sợ là sẽ bị thua rồi. Lý Phù Trần tiếp chiêu Viêm Ma Chi Giác. Thật thú vị, Trần Phong kinh công thân pháp yếu hơn một chút, cũng thú vị. Lần này ta sẽ không thua đâu. Hừm, không hổ là Linh công tử. Hạ Hầu Xuyên một quyền đã đánh bại Trần Phong. Lý Phù Trần dùng tam kiếm, hắn chỉ dùng một quyền, xem ra Lý Phù Trần kém hơn một chút rồi. Trận thi đấu vẫn tiếp tục. Đấu Linh công tử Hạ Hầu Xuyên đối với Phi kiếm công tử Lạc Phi Vân, vì tốc độ kém xa nên cuối cùng đã thua rồi. Lại từ đằng sau à. Còn Lý Phù Trần khí thế lừng lững, cuối cùng cũng gặp phải Thiên Hoàng công tử Mộ Dung Địch. Lý Phù Trần thắng 3 trận liên tiếp không hề đơn giản, nhưng ngươi cũng đã đến điểm cuối cùng rồi. Ta không muốn để lộ thực lực, ngươi hãy chịu thua đi. Ra tay đi. Được thôi. Tứ tinh bí pháp Phồn tinh bí pháp, cho ngươi nếm một chút sức mạnh của lục đại công tử. Xem đây, huyền cấp cao giai kiếm ý viên mãn. Không phân thắng bại sao? Sao có thể được, hắn mạnh hơn rồi. Thực lực không tồi, đáng tiếc không thắng nổi Mộ Dung Địch đâu. Sát chiêu vô thương hồi chuyển Viêm Long. May mắn, đúng là may mắn, ta không thể thua được, không thể nào. Tứ tinh bí pháp Tàn Dương Huyết. Xem sự lợi hại của ta đây. Ý thức rất mạnh, đây chính là nguyên nhân được đại nhất kỳ thu làm đệ tử hay sao? Quá lợi hại. Lý Phù Trần như thế tuyệt đối, dần dần đánh thắng đến trận 39. Mà đối thủ lần này là Đấu Ninh công tử Hạ Hầu Xuyên. Đối thủ ngang hàng, chiêu thức không rõ, không rõ ràng. Hạ Hầu Xuyên đã đại bại đối thủ, lần này Lý Phù Trần nguy hiểm rồi. Hắn trong chớp mắt đã tìm được chỗ sơ hở của đối phương. Hồn Thủy Trường Pháp. Cái gì? Hắn đã luyện viên mãn luyện thể công pháp khó nhất ở trong Thương Lan Tông rồi. Kiếm pháp Ý Thức Kinh Công, luyện khí công pháp Bí Pháp, thậm chí là đến luyện thể công pháp cũng mạnh, không có bất kỳ nhược điểm gì. Lý Phù Trần này đúng là quái vật rồi. Trời ơi, hắn ta thắng 4-5 trận liên tiếp rồi. Hắn đã né được tất cả phi kiếm của Lạc Vân Phi rồi. Lý Phù Trần thắng liên tục, tưởng chừng như không ai địch nổi. Đây là công pháp thần tứ 17 rồi, không hổ là phong tuyết tiên tử. Rất nhiều thiên canh cảnh võ giả đều dừng chân ở công pháp tầng thứ 17. Xem ngươi chạy đâu cho thoát. Phong tuyết tiên tử Từ Nâm, phong tuyết thần trưởng Viêm Ma Chi Giác. Không được rồi, cứ tiếp tục thế này đã không phải đối thủ của hắn. Sát chiêu phong tuyết niên thiên. Sát chiêu Viêm Long. Ơi, hào nhoáng quá, đây là sức mạnh gì vậy? Đã phân thắng bại chưa? Lý Phù Trần chịu thua đi. Ký tức thắp người cô ta không hề giống nhau. Trời ơi, Từ Lâm đột phá rồi. Phong tuyết tông tông chủ, bán bộ thiên canh cảnh Lý Phù Trần át hẳn là bại trận rồi. Ơi, trước nhiệt công pháp của Lý Phù Trần đã giúp cho phong tuyết tiên tử nâng cao tu vi. Phong nô liên thiên, băng lòng. Kết thúc rồi. Tiểu tử này đột phá lên Phạn Thiên chân tầng thứ 17 rồi. Đừng đắc ý. Thần Dương canh khí.
điệp ra đệ thập lục thất tầng. Pháp thiên chân long, pháp thiên chân công, phong tuyết miên thiên, viêm ma chi giác. Ta thua rồi. Từ sau khi Lý Phù Trần đánh bại, Từ Lâm sau khi bị Lý Phù Trần đánh bại, chạm trán với Đằng Thanh Vân, Lục công tử chi thủ, bị đối phương sử dụng huyền cấp đỉnh phong, đỉnh cấp võ học đánh bại. Đằng Thanh Vân tự cho rằng Lý Phù Trần không phải đối thủ của hắn, không ngờ rằng Lý Phù Trần có công pháp đột phá, nên bị đánh bại một cách dễ dàng. Giống như Lý Phù Trần đạt được 80 trận thắng liên tiếp, còn có Tam Vương Tinh, Giang Nhược Liễu và Xích Vũ Nghiệp. Rất nhiều người đều cho rằng ta không phải đối thủ của Lý Phù Trần, nhưng ta không phải là vai phụ đâu. Cho người biết thực lực của ta: Thiên Long Quyến Kiết, Thiên Long Vấn Tâm, Tử Khí Thần Châm. Cái gì? Tử Khí Thần Châm tuy giống với đỉnh võ cấp học, đỉnh cấp võ học, nhưng uy lực vẫn còn kém xa huyền cấp đỉnh gia kiếm pháp sao? Xích Vũ Nghiệp không hổ là thiên tài. Đáng chết, Thiên Long Kiếm Quyết, Thiên Long Cao Tường. Thật mạnh. Xích Vũ Nghiệp thắng liên tiếp, đã đạt được 82 trận. Mà trận đấu thứ 83, cậu ta sẽ gặp phải siêu trùng lượng cấp nhân vật Kim Tiên Vương Tinh Húc Đồng. Kim Húc Đồng ra tay đi. Bọn họ vẫn là địa sát cảnh hay sao? Tưởng là tỉ thí của thiên canh cảnh vậy. Không hổ là Thiên Long Kiếm Quyết. May mà hắn chưa đạt được tới đỉnh cao hoặc xuất quỷ nhập hóa. Nếu không Kim Tiên Vương vài nhát cũng không đỡ được. Không thể nào phá nát cho ta. Thiên Long Kiếm Quyết, Thiên Long Chi Nộ. Kim Tiên Vương Tinh thua rồi. Xích Vũ Nghiệp khí thế dâng cao, sau đó gặp phải Giang Nhược Miễu, người có huyễn thuật võ học. Tuy Xích Vũ Nghiệp có chút sơ suất, nhưng thực lực giữa hai người là hoàn toàn cách biệt. Xích Vũ Nghiệp lại tiếp tục thắng. Ta khuyên ngươi chịu thua đi, thực lực của ngươi chỉ hơn Đằng Thanh Vân một chút mà thôi. Không thử thì sao biết. Bí pháp Hắc Thiết Kiếm Vận, Hắc Thiết Kiếm Vận. Cái gì? Tên Lý Phù Trần này không phải đến Kim Tiên Vương Tình cũng muốn đánh bại đấy chứ? Đây là, có lẽ là đặc thù điệp ra bí pháp mà đệ nhất truyền kỳ truyền thụ cho hắn. Bại cho ta. Bại. Viêm Ma Vấn Tâm. Trận đấu càng ngày càng gay cấn, duy trì kỷ lục thắng liên tiếp chỉ có Lô Đình Vương. Lô Đình Vương Tình Tư Đồ Lôi, Bất Động Vương Tình Tài Hằng cùng với Long Kiếm Công Tử Xích Vũ Nghiệp và Lý Phù Trần. Huyễn thuật Khung Thiên Vũ của Giang Nhược Liễu quả nhiên lợi hại. Xích Vũ Nghiệp cũng thắng liên tiếp. Ta xem như Lý Phù Trần như thế nào. Tam Quyết Cung Công Chủ. Tên này sợ sẽ là khắc tên của Tam Quyết Cung về sau. Trận đấu tiếp tục. Lô Đình Vương Tinh Tư Đồ Lôi dựa vào công kích cực mạnh của mình đã chiến thắng Phong Nô Tiên Tử Từ Năm. Bất Động Vương Tinh Tài Hằng dựa vào thực lực phòng ngự mạnh mẽ của mình đã chiến thắng Giang Nhược Liễu. Cộng thêm Lý Phù Trần và Xích Vũ Nghiệp, bốn người này dường như là không phân thắng bại. Lợi hại quá, thiên canh chiến khí của hai người đều đã biến thành dao đồng. Lần này có cực hay để xem rồi. Thiên Long Kiếm Quyết, Thiên Long Vấn Tâm. Một kiếm này so với nhát kích bại Kim Tiên Vương Tình còn mạnh hơn nhiều. Xích Vũ Nghiệp không chỉ là lục tinh căn cốt, còn có kiếm mạch mạnh nữa, tinh sát thương cực kỳ mạnh. Thiên Long Kiếm Tông Tông Chủ, Xích Vũ Nghiệp là kỳ tài hiếm có ngàn năm, Lý Phù Trần chắc chắn là không phải. Hai người này hình như muốn phá phòng ngự của ta. Ngươi là người đầu tiên ép được ta dùng đến sức mạnh cực hạn Thiên Long Kiếm Quyết, Thiên Long Cao Tường. Thực lực vẫn tăng được nữa sao? Cái gì, lại phá rồi? Đáng ghét. Sức mạnh kiếm mạnh rất lâu mới có thể hồi phục, bây giờ đã dùng đến 3 phần. Tên Lý Phù Trần này rốt cuộc có thể trụ đến bao giờ? Ta thua rồi sao? Lý Phù Trần, ta nhớ mặt ngươi rồi. Thú vị, đáng để ta nghiêm túc. Thật xin lỗi, lại phải đánh bại ngươi. Ngươi tự nói mình sao? Tìm cái chết. Chết đi. Hey.
nhân kiếm hợp nhất. Cái mạnh quá, sớm biết thì ban nãy đã dùng chiêu này. Đây chính là kiếm mạch hay sao? Không biết là ta có thể ngăn được hay không. Đến lúc này chỉ còn trận đấu giữa Lý Phù Trần, Xích Vũ Nghiệp, Tề Hằng và Tư Đồ thôi. Cái gì? Tiểu tử này lại vẫn có thể duy trì được công pháp lực mạnh hơn nhiều so với Xích Vũ Nghiệp. Chết đi, dùng chiêu này mà muốn đối phó với ta hay sao? Tên tự đại này còn không thèm phòng ngự. Thế thân, phòng ngự của Tề Hằng tuy mạnh, đối diện với Tư Đồ Nôi đã bị một chiêu cực mạnh Thiên Nô Cực đánh bại. Xích Vũ Nghiệp sử dụng nhân kiếm hợp nhất, sau đó vì sức mạnh kiếm mạch không còn là bao, đã bại dưới tay của Tư Đồ Nôi. Quyết chiến giữa Lý Phù Trần và Tư Đồ Nôi sẽ quyết định vị trí đứng đầu và thứ hai. Thứ ba là Xích Vũ Nghiệp, thứ tư là Tề Hằng, thứ năm là Giang Nhược Liễu, thứ sáu là Kim Húc Đông, thứ bảy là Đằng Thanh Vân, thứ tám là Từ Lâm, Tô Mộc đứng thứ 15, Yên Kinh Vũ tụt lại ở tiết đằng sau. Tiếp chiêu đi, Thiên Nôi Cước, Viêm Ma Sát Ảnh. Không hổ là Nôi Thần Tông đệ nhất võ học. Tiếp thêm trưởng của ta đi. Ngũ Tinh Bí Pháp Thanh Đồng Túy Kiếm. Hừm, đỡ được sao? Cái gì, thực lực lại tăng lên rồi? Tên Lý Phù Trần này rốt cuộc có bao nhiêu con át chưa lật? Thiên Nôi Cước, Thiên Nôi Phá Thế, nguyên cấp cao dài Sát Chiêu Viêm Long. Hey, không hổ là đệ nhất kỳ. Cảnh truyền hạ thử, thử đằng bí pháp. Ra ra, Lý Phù Trần giành được quán quân rồi. Hắn ta trở thành tinh bảo đệ nhất sao? Đúng là xem thường hắn rồi. Thiên canh chiến khí của ta, ngươi thu lại đây. Hả, cái này? 38 người đứng đầu tinh bảng đều có được thiên canh chiến khí. Trong cơ thể xuất hiện một nguồn sức mạnh cực lớn. Chân long ấn ký của hắn không giống với khóa trước của ta. Bên trong Tinh Vân Sơn, khóa lần này đã sinh ra chân long ấn ký, có hình thái hoàn chỉnh. Làm tốt lắm, may mắn không làm nhục mệnh. Âu Dương Tông Chủ, chúc mừng Thương Lan Tông xuất hiện một hạt giống tốt. Đoạn Tông Chủ quá khen rồi, Thương Lan Tông chỉ là may mắn một chút mà thôi. Nên Lý Phù Trần, Lý Phù Trần đáng chết. Khí thế của tên tiểu tử này tăng lên lớn quá. Thiên canh chiến khí thật là mạnh quá, liền một mạch xông đến thiên canh cảnh tam trùng đỉnh phong. Lý Phù Trần sau khi quay về Thương Lan Tông, Tông môn tặng thưởng cho anh ấy một bộ ngũ cấp yêu thú bí pháp, còn không hạn chế anh ấy đi vào kiếm mì. Âu Dương Vấn Thiên còn hứa hẹn đợi Lý Phù Trần tấn thăng thiên canh rồi sẽ có phần thưởng khác. Về sau Lý Phù Trần đã lấy thân phận thiên kiếm pháp bắt đầu tu luyện. Vốn dĩ độ khó của việc tu luyện nguyên cấp đỉnh phong kiếm pháp rất lớn, nhưng Lý Phù Trần phát hiện bản thân mình tiến triển thần tốc, anh ấy mới phát hiện ra linh hồn của mình dưới sự tưới bón của kim sắc tiểu phù đã biến thành màu xanh lam, năng lực lại một lần nữa tăng cao.